phúc lan xa, duyên tình bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Kiều Dưng đến từ Miến Điện, La Ý Ngọc, trưởng bối trong gia đình chồng là quân nhân theo chính phủ quốc dân trong những năm rút quân đến Đài Loan và định cư ở lại. Sau đó, La Ý Ngọc kết hôn với chồng, chỉ tham gia hoạt động tình nguyện viên Di Dưng, rồi từ từ hiểu về Đài Loan. Đây là trường tiểu học Dương Phú Tân Trúc, giờ học tiếng Indonesia cùng với nhịp điệu lắc đầu nghiêng vai. La Ý Ngọc cao giọng hát bài hát thiếu nhi Indo. Thực ra chị là Kiều Dưng đến từ Miến Điện, trường bối trong gia tộc của chồng Ý Ngọc là quân nhân theo chính phủ quốc dân. Rút quân đến Đài Loan rồi thì ở lại đây định cư. Mấy năm sau Ý Ngọc cùng chồng kết hôn thì cũng cùng đến Đài Loan sinh sống. Năm đó chị 29 tuổi rồi, chị dường như không ra khỏi nhà vì chị không dám đi ra ngoài. Cho nên chị cảm thấy Đài Loan gây cho chị ấn tượng gì? Là quá bận rộn và nhanh chóng. Gọi điện thoại, tìm bạn bè thì ai cũng phải làm việc. Tôi cảm thấy tôi đi ra ngoài là có cảm giác rất đáng sợ đó mà. Văn hóa khác nhau, nhịp sống cũng hoàn toàn khác nhau, làm cho La Ý Ngọc có cảm giác rất đáng sợ. Cũng may chồng cứ khuyến khích chị đi ra ngoài, chị bắt đầu đến Sở Di Dân làm tình nguyện viên, quen biết bạn bè mới. Anh ấy cứ khuyến khích tôi là em như vậy là không được đâu, em phải đi ra ngoài, nhanh chóng ra xã hội. Rồi thì các con bắt đầu học tiểu học ở trường có hoạt động dành cho người di dân. Chị cùng đứa con gái mới học lớp 2 tham gia hoạt động học tiếng mẹ đẻ và học lại vẫn là tiếng Indo. Từ trong hoạt động quen biết bạn bè mới rồi lại hồi đáp bằng việc giúp những người di dân khác, làm cho La Ý Ngọc tìm được lòng tin và cũng hòa nhập vào cuộc sống ở Đài Loan.